Chào các bạn ha, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với môn chủ nghĩa xã hội, đó là chương 4 về chủ đề dân chủ. Đây là câu hỏi trắc nghiệm của quyển sách góp phần tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học ha. Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thi có đáp án sao sách. Câu hỏi trắc nghiệm thì đầu tiên là câu 1. Các nhà tư tưởng Hy Lạp cổ đại đã dùng cụm từ nào sau đây để nói về dân chủ? Dân chủ là demokratos. Demokratos như một cụm luôn nha các bạn. Câu 2. Theo chủ nghĩa Marx Lenin, nội hàm cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Là toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân. Các bạn nhớ là nhân dân nha. Câu 3. Khi coi dân chủ là một giá trị xã hội mang tính toàn nhân loại, Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ. Dân là chủ và dân làm chủ. Câu 4. Trong lịch sử nhân loại, với tư cách là một hình thái nhà nước, một chế độ chính trị đã có bao nhiêu nền dân chủ? 3 nền nha các bạn. Câu 5. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào? Như các bạn đã biết thì dân chủ xã hội chủ nghĩa đó là giai cấp công nhân. Câu 6. Đâu là bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trên phương diện xã hội? Trên phương diện xã hội nhé. Là nền dân chủ có sự kết hợp hài hòa về lợi ích giữa cá nhân, tập thể và lợi ích của toàn xã hội. Câu 7. Nhà nước xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng tinh thần nào? Nhà nước xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin kết hợp với giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại và bản sắc riêng của dân tộc. Câu 8. Theo quan niệm của đảng ta, thế nào là nhà nước dân chủ? Nhà nước dân chủ là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Của nhân dân, do dân, vì dân. Câu 9. Chủ nghĩa Marx Lenin, nhà nước xã hội chủ nghĩa ở các quốc gia khác nhau có đặc điểm chung. Các quốc gia khác nhau, nhà nước xã hội chủ nghĩa ở các quốc gia khác nhau có đặc điểm chung. Đó là tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản mới được nha các bạn. Câu 10. Tính ưu việt về mặt bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên phương diện kinh tế nào? Đó là câu A. Chịu sự quy định của quan hệ công hữu. Các bạn nhớ từ khóa của chúng ta là công hữu về tư liệu sản xuất. Câu 11. Để đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải làm gì? Câu D. Có cả ba ý trên này ha. Vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, dân chủ hóa trong sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tự vệ, tự phê bình và phê bình. Câu 12. Trong lịch sử nhân loại, nền dân chủ bị thủ tiêu trong chế độ xã hội phong kiến. Trong lịch sử nhân loại, nền dân chủ bị thủ tiêu trong chế độ xã hội phong kiến. Câu 13. Đối với các nhà nước bóc lột, việc thực hiện chức năng nào vai trò quyết định trong việc duy trì địa vị của giai cấp thống trị? Đó là chức năng trấn áp. Đối với các nhà nước bị bóc lột, việc thực hiện chức năng nào vai trò quyết định trong việc duy trì địa vị của giai cấp thống trị? Đó là chức năng trấn áp. Câu 14. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên những phương diện nào? Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên những phương diện chính trị, kinh tế, tư tưởng và văn hóa. Câu 15. Nhà nước nào ra đời là kết quả của cuộc cách mạng do giai cấp vô
vô sản và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là hết phần chương 4 nhé. Chương 5 là mình sẽ làm trong video sau. Chị cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu thấy hay thì các bạn chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.